tòa nhà có vị trí tại 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là địa điểm nằm trên mặt đường Lê Văn Lương, khu vực tiếp nối sát phố Láng Hạ, giáp với khu đô thị mới Trung Hoa Nhân Chính. Đường Lê Văn Lương là một trong những trục đường chính kết nối quận Cầu Giấy Thanh Xuân, nối liền với các tuyến phố huyết mạch khác như Hoàng Minh Giám, Nguyễn Như Con Tum, Quất Duy Tiến. Do đó, tòa nhà 319 Tower chỉ mất khoảng 10 phút để kết nối tới những khu vực trọng điểm. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.